Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập giúp mình trị liệu đôi vai. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên và thả lỏng hai tay đặt lên gối, thả mềm hai vai, thả lỏng cánh tay. Hai ngón cái và trỏ chạm nhẹ, hơi đẩy thân trên ra phía sau, chìm hông, lưng và vai xuống. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu, quan sát các đốt sống được vươn dài trong sự thả lỏng. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả mềm hơn nữa. Lần ba, hít thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, nhả những thán khí ra bên ngoài. Lần bốn, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Tiếp tục, đưa ý thức và hơi thở về vùng khung sườn, hơi ôm nhẹ bụng lại. Từ từ hít vào thật sâu, quan sát khung sườn được nở tứ phía, ôm bụng lại nào. Thở ra thật chậm, xả hết khí cặn từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, xả hết khí từ đáy phổi, thư giãn mềm vai. Một lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít thật nhẹ và thở thật êm. Thư giãn và thả lỏng sau mỗi nhịp thở.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Từ đây đưa hai tay áp vào vùng mắt, xoay nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng, hai tay dang ngang, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Chụm 5 đầu ngón tay lại, thở ra, đặt tay lên đầu vai, mềm hai trò tay xuống, khép trò về phía mạn sườn, hít sâu xoay tròn vai, đẩy trò hướng qua mang tay, xoạc qua màn tay. Thở ra khép trò về mạn sườn, sâu xuống, hít hai xoay lên, quan sát hai vai, thở ra chìm sâu vai, hít ba lên nào, và thở ra, hít bốn lên nào. Và thật chậm, thở ra, mềm sâu đầu vai, hạ bả vai. Hít nằm, lên nào. Và thở ra. Rồi từ đây xoay ngược lại. Hít vào, xoạc qua mang tay. Từ từ thở ra, mở rộng biên độ, chìm sâu hai trỏ, cuộn mông xuống. Hít hai, lên nào. Và thở ra. Hít ba, xoay, mở rộng, trỏ tay, từ từ thở. Hít bốn, lên nào. Và thở ra. Hít sâu, lên nào. Rồi từ đây thở ra. Thật chậm, hít vào, tách hai tay, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra úp bàn tay xuống thảm, chìm sâu vai, thả lỏng cổ gáy. Lần hai, hít thật sâu, vươn dài, đẩy ngực lên. Thở ra, khép cằm, chìm sâu vai, mềm cánh tay. Lần ba, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần bốn, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu. Và thở ra nào, thả lỏng, thư giãn. Từ đây, đặt hai tay lên gối. Hít vào từ từ nâng hông lên, nâng gối lên. Thở ra đổi chân, thẳng lưng, mềm vai, duỗi ngực. Hai tay nâng lên, hít thật sâu. Vươn cánh tay cao qua đầu, mềm bả vai xuống. Đặt tay trái, nắm lấy cùi chỏ phải. Thở ra, mở tay phải sang phải. Nghiêng sâu người sang phải. Chìm sâu xuống. Quan sát, vai và cánh tay trái được kéo giãn. Thật chậm, hít vào nâng thân người trở lại. Vươn hai cánh tay nâng lên. Tay phải nắm cùi chỏ tay trái. Thở ra đánh rơi cánh tay trái, nghiêng sâu người sang trái. Quan sát toàn bộ vai bên phải, cánh tay bên phải và eo lườn phải được căng giãn. Thật chậm, hít vào nâng thân người trở lại. Thở ra thẳng tay, tiếp tục tay trái qua cùi chỏ phải, nghiêng sâu người sang phải, đẩy căng vai ngực trái lên, cuộn mông hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu trở về, vươn tay nâng lên. Tay phải nắm trỏ trái, nghiêng người qua trái, thở ra.
tiếp tục đẩy trỏ phải lên, xoay cằm qua bên phải, quan sát sự kéo cằm. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, từ từ vươn hai cánh tay, nâng lên. Hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay mềm trò. Cuộn một vòng vai, hít vào, đẩy căng cánh tay ra nào. Hạ vai phải xuống yên, vai phải đang bị cao hơn. Thở ra chìm sâu vai, thả mềm cơ cổ. Thở hết ra, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Duỗi dài các đốt sống, khép nhẹ cằm lại. Quan sát sự giãn duỗi vùng vai, cổ, lưng, hông. Nắm chắc bàn tay, hít sâu, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, đưa hai tay ra phía trước, đan tay. Hít sâu, đẩy căng cánh tay về phía trước. Thở ra, đẩy cong lưng ra phía sau, mềm vai xuống, hạ vai xuống. Từ đây, hít vào, xoay vai từ phải sang trái, nằm vòng, đẩy ngực lên. Thở ra, thả lỏng. Lần hai, hít sâu, xoay vai và thở ra, thả lỏng. Chú ý thư giãn vai, quan sát lưng trên, lưng giữa. Hít ba, hướng nâng lên. Và thở ra nào. Rất tốt. Hít bốn, lên nào. Và thật chậm, thở ra. Hít năm, lên nào. Chậm chậm, thở ra. Rồi từ đây, hít vào, chúng ta đảo chiều, xoay ngược lại. Thở ra. Tiếp tục hít sâu. Và thở nào. Quan sát sự di chuyển của vùng vai, cánh tay, lưng trên. Hít sâu. Và từ từ thở. Cảm nhận sự chuyển động đi cùng nhịp thở. Một lần nữa hít vào. Và chậm chậm thở ra. Rồi từ đây hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, hạ hai tay xuống ngang hai bên hông. Hít thật sâu, đẩy căng hai cánh tay, xòe rộng bàn tay có lực. Thở ra, gập cổ tay hướng xuống thảm, mềm vai xuống. Hít hai, xòe căng. Và thở ra. Hít ba, xòe căng nào. Và thở. Hít bốn, xòe thật căng. Và thở ra. Một lần nữa hít sâu. Và thở nào. Rồi nắm các ngón tay lại, xoay tròn cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Duỗi hai mũi tay, úp bàn tay. Khép trỏ, xoay củi trỏ. 1, mềm vai, cố định vai. 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây, hai tay đặt lên gối, thẳng lưng, mềm vai. Từ từ hít vào, xoay cằm sang trái. Ví chiếc cằm của bạn như một cây bút chì, vẽ hình ô vuông. Thở ra, đưa sang phải, kéo dài cằm. Hít hai sang trái, nâng lên. Và thở ra sang phải, hướng xuống. Hít ba sang trái, nâng lên. Và thở ra sang phải, hướng xuống. Hít bốn sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra sang phải, hướng xuống. Hít năm sang trái, nâng lên. Và thở ra sang phải, hướng xuống. Từ đây, hít vào sang phải, nâng lên. Từ từ thở ra sang trái, hướng xuống. Hít hai phải, nâng lên. Và thở ra kéo dài sang trái, xuống sâu. Hít ba sang phải, lên nào.
và thở ra sang trái hướng xuống. Hít 4 sang phải nâng lên. Từ từ thở ra sang trái hướng xuống. Hít 5 sang phải nâng lên ạ. Và thở ra sang trái hướng xuống. Đưa cằm và cổ về giữa từ đây. Hít vào đưa hai tay chắp lại phía trước, tay ra xa ngực. Thở ra, mở căng hai trỏ tay, đẩy căng lồng ngực về phía trước, chìm vai. Rồi lớp mình để ý một chút bài tập này nha. Cái lưng này, cái vị trí này này, nó có một cái huyệt, loại gọi là huyệt cao hoang. Chúng ta tác động của cái huyệt cao hoang. Huyền bị đau cái vai và cái bả vai ấy. Để ý cái huyệt này, hôm nay chúng ta tác động cái huyệt cao hoang này. Chúng ta sẽ đẩy căng lưng này. Sau đó chúng ta đẩy trỏ ra như này này. Chúng ta chú ý đây, mềm cái vai xuống, giãn cái cơ vai. Tiếp tục cong này. Không chắp nữa, lúc đầu chắp để tụ khí thôi. Đẩy này, được không? Đúng rồi đấy Yến, mềm vai xuống, mềm vai xuống. Rồi, chuẩn bị hít vào chắp tay trước ngực. Thở ra, đẩy căng lồng ngực, chìm sâu vai xuống. Hít sâu, đẩy cong lưng, khép tay. Thở ra, đẩy căng ngực, mềm vai. Hít 3, hai tay khép lại cong lưng. Thở ra, đẩy căng ngực, trỏ khép. Hít 4, cong lưng, mềm vai, khép trỏ. Thở ra, đẩy căng ngực, nâng ngực, chìm vai. Hai lần nữa, hít sâu, hai tay khép lại. Thở ra, đẩy căng ngực, chìm sâu vai xuống. Một lần nữa, hít sâu. Và thở ra nào. Rồi, từ đây, hít vào một hơi chuẩn bị. Thở ra, đẩy cong lưng ra sau. Đúng rồi, đảo chiều hơi thở. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, nâng lên. Thở ra, cong lưng, khép hai trỏ. Hít hai, đẩy căng lồng ngực lên nào. Và thở ra, khép trỏ. Quan sát sự linh hoạt từ vùng vai. Hít ba, đẩy căng lồng ngực lên, nâng ngực lên. Thở ra, khép trỏ, cong lưng, đẩy hết cặn khí ra. Hít 4, đẩy căng ngực, nâng vai, khép trỏ. Thở ra, đánh cong lưng, khép trỏ. Đúng rồi. Một lần nữa, hít dậu, đẩy căng lồng ngực lên nào. Mềm vai. Thở ra, đánh cong lưng, khép trỏ, chạm tay, rút rốn. Từ đây hít vào, xoay vai, nâng cánh tay vươn dài, thân người vươn lên. Thở ra, hạ hai tay phía sau mông, bàn tay trải rộng, nhấn lực về bàn tay, ngả người, hít sâu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, nâng hông, duỗi dài, mặt trước thân người, khép cằm, quan sát sự dạn duỗi. Thật chậm, hít vào, hạ mông trở về thảm, tiến hai tay về phía trước, duỗi dài cánh tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm, quan sát sự giãn duỗi toàn bộ vùng hông, mềm vai, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít sâu, chống bàn tay, nâng thân người trở lại. Thở ra chúng ta áp sát hai bàn chân. Hai tay của bạn đưa sang ngang, hít vào thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu. Thở ra, hai tay sang ngang, gập thân người xuống thảm, mở rộng hai tay, duỗi dài thân người, di chuyển tay và vai, sao cho biên độ vừa với thân người của bạn. Khép cằm thu về cổ, từ đây hạ mềm bàn tay xuống thảm, trải rộng bàn tay, mềm vai phải, hít sâu xoay cằm sang trái, mắt nhìn ngón giữa bên trái. Thở ra nhấn vai trái xuống duỗi dài hông. Hít vào nâng tay trái lên cằm về giữa. Thở ra xoay cằm sang phải, mắt nhìn ngón giữa, nhấn vai phải xuống. Hít sâu nâng lên. Thở ra nhấn vai trái, mắt nhìn ngón giữa nào. Hít
dầu nâng thân người lên, cằm về giữa. Thở ra đổi bến, mắt nhìn ngón giữa trải rộng bàn tay ra. Thật chậm, hít vào, thu hai tay, nâng thân người lên. Thở ra, chúng ta đưa hai tay ra phía sau lưng, đan tay, cuộn một vòng vai, hít sâu đẩy căng cánh tay, đẩy ra xa cột sống, khép cảm, nâng cái chân và gối lên. Thở ra, từ từ gập sâu thân người xuống thảm, duỗi dài hông, quan sát cái phần vai, quan sát phần lưng giữa và lưng trên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, chắc bàn tay, hít sâu, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra, chúng ta tiến hai chân về phía trước, khoảng cách hai chân mở rộng hơn vai, hai tay đưa ra phía sau mông, hít vào đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, đánh cong lưng ra phía sau, khép hai gối ôm lại, rồi đánh hai đầu vai hướng sát lại, kéo rốn vào trong, quan sát vùng cổ, gáy và vai được giãn phía sau. Thật chậm, hít vào đẩy căng lồng ngực, mở gối, vươn ngực nâng cằm lên, mở ngực nâng ngực lên nào. Thở ra đánh cong lưng ra phía sau, khép hai gối, đánh hai đầu vai hướng vào, kéo rốn và cuộn xương cột hướng về rốn. Hít bà mở gối, mở vai ngực, đẩy căng lồng ngực lên, trải rộng bàn tay ra. Từ từ thở ra, khép gối, đánh cong lưng, đẩy đầu vai hướng vào trong, đẩy lưng sâu ra sau. Hai lần nữa, hít vào, mở gối, đẩy vai ngực, vươn lên nào. Rất tốt. Từ từ thở ra, khép gối, đánh cong lưng, hai đầu vai hướng vào, khép cằm, giãn cổ gáy và lưng trên cùng hai bả vai. Một lần nữa, hít thật sâu, đẩy căng lên, giãn hai đầu vai. Từ từ thở ra, khép gối, tiến hai đầu vai về phía trước, đánh cong lưng, rút rốn thả lỏng cổ. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, duỗi ngực, nâng thân người trở lại, tách gối. Hai tay tiến về phía trước, luồn hai tay xuống hai chân, đưa ra mắt cá chân bên ngoài, sau đó tiến chân về. Rồi, ai đó hạ được trỏ xuống hạ đi, nhích nhẹ hai cái mông lên, đúng rồi, nhúc nhích nhẹ hai cái mông, rồi trải rộng bàn tay ra. Từ đây, mềm vai và trỏ, ai mà đau hai cái bên căng đùi bên này này, thì nâng gối lên thêm xíu nha. Sau đó từ từ hạ xuống dần, đúng rồi, lúc nào nó căng lại nhấc lên cái, sau đó hạ xuống, được không ạ? Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống lưng trên. Hít thật sâu, duỗi ngực đẩy hông ra sau, duỗi ngực về trước, căng toàn bộ phần hông, lưng. Mềm vai và trỏ, thở ra mềm gối, căng phần mông sâu, phần căng mạc đùi. Khép cằm lại, thả lỏng cổ gáy, tiếp tục mềm vùng ngực và lưng trên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, mềm vai và hai cánh tay. 5, 4, 3, 2, 1, trải rộng bàn tay, nhích trỏ lên xíu nếu có thể. Hít thật sâu, duỗi ngực đẩy về phía trước. Thở ra đẩy hông ra phía sau, tiếp tục chìm sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự giãn duỗi từ vùng hông, lưng và hai bên hông, đặc biệt là mông sâu và căng mạc đùi. Quan sát vùng lưng giữa, vùng vai đang được giãn, mềm ra, thả lỏng. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Tiếp tục quan sát sự rơi xuống, biên độ tiếp xúc giữa thân người và thảm gần hơn. 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, duỗi ngực, nâng thân người, khép gối nâng lên, thu tay về. Thở ra, chúng ta thu hai chân về. Tiến chân trái ra phía sau, tiến chân phải và bắp đùi trong chân trái. Từ đây, hai tay đưa sang ngang, hơi kênh mông bên trái lên là đúng.
hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra hạ tay phải xuống tạm, di chuyển hết sang phải, hạ mềm trỏ phải xuống, vươn dài cánh tay trái, nhấc cái bả vai trái lên. Sau đó cái hông là lưng dưới được nhấc, như ai đó nhấc lên, nó giãn cái hông lên, đúng rồi, giãn cái vai. Thở hết ra xoay vai trái, úp bàn tay trái và úp hông, luồn tay trái qua nách phải. Rồi quan sát lưng dưới giãn, quan sát vai trái, vai phải. Thật chậm nhấn lực về trò tay phải, hít vào vươn cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái ra nào. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, úp cái hông xuống, rút cái rốn về. Chú ý vai. Lần 3, hít sâu, lướt tay trái, nâng lên, mở ngực trái, mở sâu ra. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, cuộn mông xuống, úp hông trái xuống, quan sát biên độ sâu hơn. Một lần nữa, hít vào tay trái, lướt cao nâng lên, mở ngực trái ra nào. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, rút rốn vào, đi sâu hơn, đưa ý về vai, hông và lưng. Từ đây, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra hạ tay trái, ngang hông trái, nhấn lực về tay phải, nâng thân người lên. Hai tay đưa sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Tay trái nắm cổ chân trái, thở ra khép trỏ trái, vươn dài cánh tay phải áp tay. Quan sát toàn bộ hông lưng và đùi trong chân trái được giãn. Cảm nhận độ kênh từ gót chân phải, nhấn vào bắp đùi trong của chân trái. Cuộn mông xuống thảm, quan sát lưng dưới giãn, vai giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít vào hạ vai phải, trở về ngang hông phải. Xoay vai trái, thở ra lướt đẩy hông, nâng thân người lên. Giãn toàn bộ vai, đẩy căng hông lên, xoay vai hít sâu hạ mông trở về thẳm. Thở ra nhấn lực về tay phải, đẩy vai xoay hông lướt toàn bộ thân người lên, kéo xương mu về phía xương ức, đẩy vai ngực trái lên nào, đẩy hông lên. Xoay vai trái hít sâu hạ mông trở về và thở ra lướt đẩy hông lên, giãn sâu hơn. Đẩy vai ngực trái lên, mở ngực, tốt. Một lần nữa hít sâu hạ mông về thảm và thở ra đẩy căng thân người vươn lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai hít sâu hạ mông trở về thảm. Thở ra chúng ta đổi bên. Rồi. Cổ chân bên trái sẽ ở dưới bắp đùi trong chân phải. Hai tay đưa sang ngang. Hít vào từ từ vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể lên. Tay trái hạ xuống thảm, di chuyển sang bên trái. Hạ mềm trỏ trái xuống, vươn dài cánh tay phải lên. Như có ai đó nhấc cái vai phải của mình. Sau đó cái hông được nhấn xuống, giãn cái hông. Từ đây hít thật sâu. Thở ra úp hông phải, luồn tay phải qua nách trái, cuộn xương cụt xuống, giãn căng vùng lưng, vai. Hít vào nhấn lực về trò trái, vươn tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, úp hông xuống, rút rốn, đẩy vai sâu. Lần 3, hít sâu, lướt tay phải lên, mở ngực phải ra nào, mở sâu ra. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, rút rốn, cuộn hông xuống. Một lần nữa, hít thật sâu. Vươn lên mở ngực, đẩy ngực mở vai. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, úp hông phải xuống rút rốn. Quan sát biên độ thật chậm, hít vào lướt tay phải nâng lên. Thở ra hạ tay phải lên hông phải, rồi nhấn lực về trỏ trái nâng thân người lên. Hai tay sang ngang, hít sâu vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Tay phải nắm lấy cổ chân phải, khép trỏ. Thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tay. Quan sát sự trồi lên từ toàn bộ vùng bắp đùi trong chân phải.
cảm nhận sự căng giãn đùi, hông, lưng, vai và eo lườn. Xoay cánh tay trái, hít sâu, hạ tay trái trở về ngang hông trái, xoay lướt vai phải, thở ra đẩy hông, nâng thân người lên, đẩy vai ngực lên, hít sâu hạ mông trở về thẳm, thật chậm thở ra, xoay vai phải đẩy hông, nâng lên, cảm nhận độ dẻo dai. Hai lần nữa, hít sâu hạ mông trở về thẳm, thở ra xoay vai lướt toàn bộ thân người lên duỗi giãn. Ôi, một lần nữa hít thật sâu và thở ra nào, duỗi toàn thân đẩy căng vai ngực lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai hít sâu hạ mông trở về thảm. Thở ra chúng ta thu hai chân về, trở về trong tư thế cái bản. Hai tay rộng bằng vai, hai chân rộng bằng hông. Duỗi mềm hai mũi chân ra nào. Từ đây nhấn một lực về bàn tay đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, quan sát cột sống được duỗi giãn. Hít thật sâu quận xương cụt lên trũng thắt lưng. Mềm vai duỗi ngực kỳ vai xa tay rút rốn vào nào. Thở ra quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn lưng thả lòng đỉnh đầu rút rốn vào sâu. Lần hai, hít thật sâu, quan sát sự chuyển động đi cùng nhịp thở. Từ từ thở ra thật chậm, quận tròn các đốt sống, đẩy cong gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút sâu hơn. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết đi nào, thư giãn và tha lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu, quan sát sự căng giãn từ đáy thắt lưng, lưng giữa, vai và ngực. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn tròn đỉnh mông xuống, cuộn tròn các đốt sống, đẩy gù lưng, đưa ý về phần gù lưng và vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập, tách rộng hai gối sang hai bên. Thở ra đưa mông về phía gót chân, giữ thẳng cánh tay. Hít vào lướt tay trái sang ngang, thở ra luồn tay trái qua nách phải, hạ vai trái xuống, hạ mang tay trái xuống. Hít vào chống năm đầu ngón tay phải, thở ra di chuyển qua bên trái, di chuyển năm đầu ngón tay sang trái. Tiếp tục đưa ý về xương cụt, đẩy xương cụt và hông ra sau, cuộn xương cụt xuống thảm. Từ đây từ từ mềm bàn tay phải, vươn dài và mềm xuống. Nếu bàn tay phải chẹn vào đầu, bạn có thể nhấc nhẹ lên, sau đó hạ mềm rồi duỗi dài sống lưng, quan sát sự dễ chịu gồm cổ gáy, vùng vai, hông, lưng. Nếu vẫn còn khó chịu do biên độ cơ thể của bạn, hãy chống năm đầu ngón tay và thả lỏng vai cùng cánh tay. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, duỗi hông ra thêm một chút để mềm các cơ vùng lưng trên, vùng vai. 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào thu cánh tay phải trở về trước mặt, rồi thở ra mềm trỏ phải đặt lên cẳng tay bên trái. Thả lỏng và thư giãn vai bên phải. Thật chậm, đưa ý thức về tay phải. Hít vào bạn lướt tay phải nâng lên, xoay cánh tay phải, thở ra đưa qua hông bên trái, đặt vào đùi trong chân trái, có thể áp sâu má trái hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng vai, vùng hông và lưng cùng cổ gáy. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít sâu lướt cánh tay phải nâng lên. Từ từ thở ra hạ tay phải về trước mặt, trải rộng bàn tay. Hít vào từ từ nâng vai trái lên, thu tay trái trở về,
duỗi thẳng hai cánh tay về phía trước. Thở ra, khép cằm thu về cổ, hạ mềm chán mũi trở về thảm, duỗi hông, sau đó từ từ mềm vai, hạ trò. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống và hai vai. Nhẹ nhàng hít thật sâu, duỗi dài hông, nhấc chán duỗi ngực. Thở ra mềm các đốt sống, mềm chán, thả mềm các cơ. Lần hai, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết đi nào. Từ đây, hít vào từ từ, nâng hai trỏ tay lên, nâng trán mũi lên, lướt cánh tay phải sang ngang, thở ra luôn tay phải qua nách trái, rồi hạ vai phải xuống thảm, hạ mang tay phải xuống thảm, chống năm đầu ngón tay trái, hít sâu di chuyển tay trái qua bên phải, hết biên độ, thở ra hạ mềm vai và trỏ phải trái xuống. Nếu cảm thấy giãn sâu hơn vùng vai, lưng thì thả lỏng hơn nữa. Nếu thấy phần tay trái đang đè vào vùng đầu, hãy nhấc trỏ tay lên, chống năm đầu ngón tay lên, duỗi dài cánh tay, thả lỏng vai và cánh tay trên. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Tập chậm hít vào thu tay trái về trước mặt. Thở ra hạ mềm trỏ trái xuống, mềm và thư giãn vai, thả lỏng hông. Từ đây, thật chậm, hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên, xoay vai trái, thở ra đưa qua eo lườn phải, mềm hơn nữa vai bên trái, chìm sâu và áp má phải sâu hơn, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng vai, hông, lưng, cổ, gáy. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào lướt tay trái trở về thảm, nhấn lực về tay trái, thở ra nhấc vai phải lên, trở về giữa, tiến hai tay về phía trước, trải rộng bàn tay, hít sâu đẩy căng thân người về phía trước. Thở ra khép hai gối, chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Từ đây, trải rộng bàn tay và bàn chân, hít thật sâu kiễng hai gót chân nâng lên. Thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi, chúng ta sẽ nhấp 10 lần cho đôi vai. Hít sâu đẩy vai lên, đẩy lưng lên. Thở ra trải dài vai và lưng, duỗi dài cột sống đưa rốn về gần đùi. Hít hai, nâng hướng về phía trước. Thở ra nhấn vai xuống trải dài cánh tay. Hít ba lên nào. Và thở ra trải dài sâu hơn. Hít bốn. Và thở ra nào. Hít năm. Và thở ra. Hít sáu. Và thở nào. Đưa ý về hai bả vai, duỗi dài và cuộn xương cụt lên trần nhà. Hít bảy. Và thở ra. Hít tám. Và thở nào. Hít chín. Và thở ra. Hít mười. Và thở ra nào. Ôi, từ đây, hít vào lướt chân trái, nâng lên. Thở ra co gối trái về giữa hai bàn tay. Hạ mềm xuống thảm, nâng gối phải duỗi dài ra sau. Duỗi mềm mũi chân phải, xoay hông.
úp hông phải xuống thảm, di chuyển hai tay về phía trước, hít thật sâu, trải bàn tay rộng ra, đẩy căng cánh tay đẩy lực lên vai, thở ra khép trỏ, mềm trỏ xuống, khép cằm lại, mềm vai xuống, úp hông phải xuống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự căng căng, mở biên độ cho vai, hít vào nhấc trỏ, tiến hai tay về phía trước, hạ bàn tay, nhấc trán, duỗi dài thở ra mềm vai trỏ, hạ trán mũi xuống. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Quan sát sự cân bằng giữa hai bên vai, hai bên hông. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra đi ạ. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng bả vai bên trái. Hít thật sâu, từ từ lăn đổ người sang trái, hướng má trái xuống. Mềm vai trái ra, quan sát hông, mông và các mạc đùi chân trái. Chú ý nếu ngực bị áp sâu và bó chặt, hãy nới ngực ra, thả lỏng chìm sâu xuống. Thở ra mềm trỏ phải, mềm vai phải xuống. Nếu cảm nhận biên độ tay phải đang bị với, hãy nhấc trỏ tiến gần về thân, rồi thả mềm xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm hít vào đưa thân người về giữa. Thở ra thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít sâu, nâng thân người vươn lên, đẩy căng vai ngực. Từ từ thở ra xoay cằm sang bên trái, mắt liếc nhìn gót chân phải, quan sát vùng hông, lưng và vai. Hít sâu trở về giữa. Thở ra xoay cằm sang phải, tiếp tục đưa vai phải ra sau, mắt nhìn gót chân phải. Ôi, và từ đây hít vào xoay cằm trở về giữa, chống ức bàn chân phải, thở ra nâng gối phải lên, rồi bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Đẩy lực từ tay lên vai, từ vai lên hông, hạ gót chân xuống thảm. Quận nhẹ xương cụt hướng lên bầu trời, cân bằng nhẹ lại vùng hông, nhấp nhẹ lại hông 3 lần, 1, hạ gót, 2, hạ gót xuống, 3. Rồi từ đây hít vào kiễng gót chân, lướt chân phải nâng lên, thở ra co gối phải về giữa hai bàn tay. Nhấc gối trái và chân trái ra sau, hạ mềm xuống thảm, úp hông trái xuống, duỗi mềm gối trái, hít sâu đẩy căng lồng ngực, nhấc vai lên, thở ra mềm sâu thân người hạ xuống thảm, tiến hai tay về phía trước, thở hết ra duỗi dài cánh tay, duỗi dài vai ngực, chìm hông xuống, hạ trán mũi xuống thảm. Tiếp tục, đưa ý thức về vùng vai, lưng và hông, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra đổ thân người qua bên phải, di chuyển hết sang phải, có thể hạ mang tay phải, mềm cánh tay bên phải. Quan sát tay bên trái căng giãn ở đầu, hãy thu về, nới lỏng và thả mềm xuống. Quan sát hông, lưng, vai, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thật chậm, hít sâu, xoay cằm,
hạ trán mũi trở về thảm, thở ra thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít dầu từ từ nâng thân người lên duỗi căng lồng ngực. Thở ra xoay cằm sang bên phải, mắt nhìn về gót chân trái. Hít dầu trở về giữa. Thở ra xoay cằm sang trái, mắt nhìn gót chân. Rồi từ đây hít vào trở về giữa. Thở ra nhấn lực về bàn tay, chống ức bàn chân trái, nâng gối, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Trải rộng bàn tay, nhấn bàn chân, trải rộng bàn chân, hạ gót. Quan sát toàn bộ mặt sau thân người được căng giãn. Quan sát sâu hơn vùng vai, hai mang tay song song với hai cánh tay. Hít thở đều và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm. Hít vào bạn lướt chân trái nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh ngoài bàn tay trái. Thở hết ra bước chân phải về cạnh ngoài tay phải. Từ đây tiến hai tay về phía trước chống 10 đầu ngón tay. Thu chân về trong thảm xíu. Gót chân ở phía trong, mũi chân ở phía ngoài. Duỗi cái ngực về phía trước, đẩy vai ra phía sau. Duỗi cái lưng giữa ra, duỗi cái lưng trên ra. Thở ra từ từ hạ trọng tâm, cuộn xương cột hướng xuống thảm mềm, vai ngực xuống, đẩy thẳng lưng. Hai tay đưa sang ngang, hít vào tách hai tay, mở rộng hai gối, mắt nhìn thẳng, mềm vai xuống, thở ra chìm hông và lưng xuống. Hít thở đều mềm vai xuống và giữ ở đây 5. Hai lực đối kháng nhau làm cho khỏe tay vai. 4, 3, 2, 1. Hạ 10 đầu ngón tay xuống thảm, hít vào, duỗi hông, rồi duỗi gối, nâng cái mông lên, khép hai bàn chân trở về giữa. Thở ra hai tay nắm lấy hai cùi trỏ, rồi hít thật sâu xoay người qua bên trái, di chuyển hông và lưng, quan sát sự căng giãn, thả lỏng đôi vai và toàn bộ vùng lưng. Thở ra di chuyển sang bên phải, hít hai sang trái và thật chậm thở ra sang phải, hít ba sang trái, từ từ thở ra sang phải. Một lần nữa hít sâu sang trái và thật chậm thở ra sang phải. Từ đây hít vào trở về giữa, tách hai tay đưa ra phía sau lưng, mềm hai trỏ, trùng hai gối. Thở ra cuộn một vòng vai, đẩy căng cánh tay ra, đẩy đầu vai ra phía sau, hơi nâng cằm, cho đốt sống cổ duỗi, hơi duỗi hông, duỗi ngực. Hít thở đều bạn giữ ở đây, tay đan phía sau hương. 5, 4, 3, 2, 1. Chắc hai tay, hít vào từ từ nâng thân người lên, rồi vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra từ từ nghiêng người qua bên trái, tiếp tục trùng gối lại, đổ sâu người sang trái, quan sát lưng hông vai. Hít sâu xoay sang phải, nâng thân người vươn lên, cảm nhận sự uyển chuyển toàn thân, đặc biệt là đôi vai và cánh tay. Thở ra sang trái, sâu xuống, hít hai sang phải, vươn lên, rất tốt. Từ từ thở ra sang trái, nhớ hạ hông trùng gối, vươn dài biên độ, hít ba sang phải, nâng lên. Thật chậm thở ra sang trái, hướng xuống, rất tốt. Hít 4 sang phải, mở rộng biên độ, vươn lên, chú ý thả lỏng. Thở ra sang trái, hướng xuống. Ai tiền đình thì nhớ phải mở mắt ha. Một lần nữa hít nằm lên nào. Và thật chậm thở ra sang trái, hướng sâu xuống, trùng gối về giữa. Từ đây đổi bên, hít vào sang trái, xoay hướng lên nào. Thở ra sang phải, dài biên độ hơn nữa, trùng gối xuống sâu.
hít hài sang trái nâng lên. Và thật chậm thở ra sang phải hướng xuống. Hít bà sang trái nâng lên. Cảm nhận sự uyển chuyển mềm mại và dẻo dai từ đôi vai, lưng, hông và cánh tay. Thở thật sâu ra nào. Một lần nữa hít vào lên nào. Và thật chậm thở ra hướng xuống thư giãn và thả lỏng. Quan sát biên độ co giãn. Từ đây trở về giữa. Hít thật sâu, tách hai tay, vươn cánh tay, nâng thân người vươn lên. Chắp hai tay lại. Thở ra đổ thân người sang bên trái, hết biên độ bên trái, đẩy vai ngực phải lên, rất tốt. Hít vào trở về giữa, tư thế bông lau. Thở ra nghiêng người qua bên phải, đẩy vai ngực phải và trái lên nào, rất tốt. Hít vào trở về giữa, thở ra đẩy ngực lên, hơi ngả người ra sau, cuộn xương cụt hướng về rốn để bảo vệ thắt lưng. Hơi trùng gối để bảo vệ gân kheo. Hít vào thật sâu, duỗi dài, hông ra sau, ngực về trước. Thở ra gập hai tay, hạ xuống thảm, gật thân người xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng xoay cằm sang trái và sang phải. Thư giãn vùng cổ, sang trái và sang phải. Một lần nữa sang trái. Sang phải. Thật chậm hít vào về giữa, nhấc bàn chân phải lên, luồn tay phải dưới bàn chân phải, các ngón chân chạm vào cổ tay phải. Nhấc chân trái lên, luồn tay trái xuống bàn chân trái. Chú ý các ngón chân hướng về cổ tay trái. Duỗi hông ra phía sau, hít sâu quận nhẹ xương cụt lên nào. Thở ra đẩy căng tay vai, quận xương cụt sâu. Duỗi cái lưng giữa ra, quan sát sự giãn duỗi sâu toàn bộ hông, lưng giữa, lưng dưới, đặc biệt hai cánh tay, hai bả vai. Từ từ nhả cơ dần ra, nhả dần ra, thả lỏng thật chậm, tách hai tay, hít vào vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể lên. Thở ra một lần nữa gập sâu thân người tại khớp háng. Từ đây, bước chân phải dài ra sau, chân trái dài ra sau, hạ hai gối, hạ mũi chân, hạ hông, hạ trán mũi trở về thảm. Hai tay úp xuống thảm sang ngang. Duỗi dài cổ, hạ mềm xuống thảm. Hít vào một hơi thật sâu, co gối chân phải lên. Thở ra thu tay phải về ngang ngực, dựng cùi chỏ phải lên. Thở hết ra bước chân phải sang bên trái. Áp má trái xuống thảm, thu tay trái về ngang ngực. Đẩy đầu gối phải ra sau, đúng rồi Huyền. Thu tay phải về nữa đi em. Để sao cho nó bị, đúng rồi, nó dựng được cùi chỏ phải lên. Từ đây, quan sát bả vai trái, cánh tay và vai bên trái. Chìm hông và lưng, duỗi vai ra nào. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào. Úp tay phải vươn dài ra xa. Úp chân phải thu trở về. Nằm sắp xuống, hạ trán mũi xuống. Duỗi cánh tay rộng sang hai bên. Duỗi cổ gáy dài, chìm hông lưng xuống. Thở ra co gối chân trái lại. Thu tay trái về ngang ngực. Trải rộng bàn tay. Hít sâu, bước chân trái tạt qua bên phải. Xoay người áp má phải xuống thảm. Thở ra thu tay trái về ngang ngực. Rồi đẩy gối trái ra phía sau. Quan sát hông, lưng, vai bên phải, bả vai phải, toàn bộ vùng vai phải và cánh tay. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, úp hông phải xuống. Thu tay trái trở về, úp hông trái, thu chân trái, hạ trán mũi xuống thảm. Thở ra chống bàn tay, từ từ bạn nâng thân người, nâng hông. Kéo mông về gót chân, mở rộng hai gối ra. Đưa hai ngón chân cái chạm nhẹ, di chuyển mông về gót chân, chìm sâu hông, lưng, vai.
trải rộng bàn tay, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống, quận nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, mềm vai, hông, lưng. Quan sát toàn bộ hai bả vai. Quan sát toàn bộ vùng lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Nếu vùng nào còn đang căng tức, bạn hãy đưa oxy tươi và ý thức trở về nơi đó. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng vùng vai. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng. Rất tốt. Lần ba, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Lần bốn, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng. Quan sát các đốt sống vùng hông, lưng, vai, hai bả vai và cánh tay đang được giãn mềm trên thảm. Thả lỏng, hít thở điều hòa, thư giãn. Sau một vài nhịp thở, từ đây thật chậm thu hai tay của bạn về gần gối. Chống bàn tay, bạn nâng thân người lên. Rồi, mở rộng hai gối sang hai bên. Hai tay, tay phải đặt ra phía sau mông phải, tay trái đặt lên đùi trái. Hít thật sâu đẩy căng lồng ngực lên, xoay vai trái thở ra đẩy hống nâng thân người lên. Đúng rồi, hít sâu xoay vai hạ mông trở về thảm. Thở ra hạ tay trái xuống thảm, đẩy vai ngực nâng lên. Hít sâu xoay vai hạ mông về gót chân. Thở ra hạ tay phải xuống thảm, lướt tay trái đẩy hông nâng thân người lên nào. Rất tốt. Hít sâu hạ mông về gót chân. Thở ra xoay vai đẩy hông vươn lên nào. Rất giãn. Từ đây hít vào xoay vai hạ về. Thở ra chúng ta duỗi chân, xoay người hạ lưng xuống thảm. Rồi, duỗi dài hai gối. Gót chân ở hai mép thảm. Mũi chân ở ngoài mép thảm. Hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ đây nhấc lưng dưới, duỗi dài ra, rồi hạ mềm xuống. Nhấc vai và lưng trên, duỗi dài ra và hạ mềm xuống. Thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Hơi khép cằm thu về cổ, để duỗi vùng gáy cổ. Mềm sâu hai bả vai và hai cánh tay. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, sự ý thức và để tâm vào từng vùng cơ đang đau mỏi giúp bạn giải nén những điểm ách tắc. Giờ đây, khi khí và oxy tươi đang tràn đầy khắp cơ thể, hãy trải dài hơn nữa các đốt sống, thả mềm hơn nữa đùi vai, thả lỏng nhiều hơn nữa toàn bộ thắt lưng, cột sống, hông, đùi, gối.
cảm nhận từ bàn chân, các ngón chân đang được thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Sự thả lỏng và thư giãn này trải dài vào lòng bàn chân, lan lên cổ chân, tràn sâu vào trong bàn chân và tiếp tục lan tỏa ra mu bàn chân. Sự thả lỏng và thư giãn này lan tỏa lên bắp chân, trải dài lên vùng đùi, bao phủ xung quanh khớp gối. Từ vùng đùi và hai bên gối đang được thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Sự thả lỏng này tiếp tục lan tỏa vào vùng chậu, khớp háng, hai bên hông và lan tỏa vào bên sâu trong hơn nữa. Toàn bộ vùng bụng, vùng ngực, các cơ quan nội tạng bên trong. Sự thả lỏng và thư giãn này lan tỏa lên hai vai, trải dài vào vùng cổ, lan tỏa vào vùng gáy, trải dài xuống đốt sống vùng lưng, lan tỏa rộng tới dải cơ lưng bên trái, bên phải và toàn bộ tấm lưng của bạn, từ lưng trên, lưng giữa cho đến lưng dưới. Đang cảm nhận một sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Hãy đưa sự thả lỏng và thư giãn này lên vùng đầu, phía sau đầu và tràn lên đỉnh đầu. Từ từ tràn xuống gương mặt. Từ vùng trán, hai bên chân mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước.
Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở trở về với cơ thể. Quan sát nhịp thở. Đánh thức từng giác quan. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. 3 vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa. Co hai gối lại. Nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại trước ngực. Xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa. Từ đây, đưa hai tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay bạn chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ 3. Nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.